Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai khóa 23 tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 11 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Thảo luận sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và chương trình của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Báo cáo một số nội dung Ban thường vụ Huyện ủy quyết định giữa kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23. 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Toàn huyện triển khai thực hiện tốt biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Tranh thủ mọi cơ hội để phục hồi và thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Huyện đã thực hiện đạt và vượt 12 trên 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố giao, vượt 12 trên 19 chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao, trong đó nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 10.585 tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch năm, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt gần 1.201 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 6.418 tỷ đồng, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 2.966 tỷ đồng, công tác thu ngân sách đạt kết quả tốt. Đến hết tháng 9 năm 2022, đạt 893 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm. Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt. Sự nghiệp văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, chất lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền ngày càng được nâng lên. Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai lần thứ 9, để lại dấu ấn sâu đậm tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Công tác giáo dục đào tạo có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả ghi nhận, nhất là các kỳ thi học sinh giỏi và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện. Việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tích cực triển khai thực hiện 10 chương trình của Thành ủy, các nghị quyết chương trình kế hoạch của Huyện ủy, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được duy trì, chất lượng được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để tập trung thảo luận, đi vào phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại liên quan đến các nội dung như xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đầu tư xây dựng trên địa bàn, giải quyết các vụ vi phạm liên quan đến đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân, công tác xây dựng các kế hoạch thực hiện chương trình của Huyện ủy, việc thực hiện các kết luận sau thanh tra kiểm toán, giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua đó, đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2022. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng 9 tháng năm 2022. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh. Và tôi đề nghị ở đây thì các đồng chí, các cơ quan ban ngành trong Đảng, hệ thống chính trị, rồi chính quyền, các cấp vân vân, các đồng chí phải rà soát lại những cái chỉ tiêu, kế hoạch, những cái đề án, chương trình của chúng ta ban hành năm 2022. Trừ những cái 9 tháng ta làm được, còn lại bao nhiêu các đồng chí kê nó ra. Và từ đó để đôn đốc chỉ đạo thực hiện từng cái mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để chúng ta hoàn thành. Về quy hoạch thì tôi đề nghị các đồng chí phải tiếp tục. Ví dụ chúng ta có quy hoạch chung vùng huyện, có quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, quy hoạch chi tích đặc biệt quốc gia trừ thời, quy hoạch trung tâm xã,
đặc biệt là cụm công nghiệp thì tôi đề nghị cái này ủy ban các đồng chí cũng chuẩn bị rồi ý kiến vân vân thì cũng báo cáo huyện ủy sớm để chúng ta còn báo cáo thành phố quy hoạch các cụm công nghiệp. Rồi chúng ta thực hiện tốt về công tác giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, rồi ưu tiên các dự án trọng điểm, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để quyết toán các công trình vân vân. Còn về văn hóa xã hội thì chúng ta tiếp tục phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt chương trình 06, 08 và nghị quyết 09 của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa. Tiếp theo một nội dung nữa là cũng đề nghị các đồng chí, các cấp ủy chính quyền rà soát, đôn đốc để thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có hiệu lực, pháp luật còn chậm, thực hiện có hiệu quả các chương trình 01 của thành ủy, rồi quy chế làm việc cơ sở, quy định 11 tiếp công dân các thứ vân vân. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã thị trấn cũng bám sát những cái chương trình kế hoạch huyện ủy cơ sở để chúng ta hoàn thành chương trình kế hoạch kinh tế xã hội phân công của trình trách nhiệm. Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 11 ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 2 tháng 10, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai, Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội tổ chức hội diễn văn nghệ ngành thuế thủ đô năm 2022 cụm số 2. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập thuế Việt Nam, mùng 10 tháng 9 năm 1945, mùng 10 tháng 9 năm 2022. Tới dự và tặng hoa chúc mừng có các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Ủy ban Nhân dân thị trấn Quốc Oai. Hội diễn văn nghệ ngành thuế thủ đô năm 2022, cụm số 2 có sự tham gia của 5 đơn vị, gồm Chi cục thuế huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây và khu vực Thạch Thất Quốc Oai. Mỗi đội thể hiện 2 tiết mục dự thi ở các nội dung múa, hát đơn ca, song ca, tốp ca, với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, Bác Hồ vĩ đại, tự hào ngành thuế Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, v.v. Các tiết mục văn nghệ được các đơn vị dàn dựng công phu, hoành tráng. Mặc dù là lực lượng không chuyên, nhưng các diễn viên là cán bộ công chức của các chi cục thuế đã thể hiện hết mình, mang đến hội diễn những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Kết thúc hội thi cấp cụm, ban tổ chức lựa chọn 2 đội đạt giải nhất và nhì tham gia chung kết hội diễn văn nghệ ngành thuế thủ đô sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 10 tới đây. Hội diễn văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Thuế thành phố, đồng thời là dịp để cán bộ công chức ngành thuế có cơ hội giao lưu gắn bó đoàn kết hơn nữa giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp để toàn ngành ôn lại truyền thống tốt đẹp trong 77 năm qua, tạo động lực để ngành thuế thành phố tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ về thu ngân sách trong thời gian tới. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục tốp ca Tổ quốc Vinh Quang, sáng tác Tạ Văn Quân, do tốp ca nam nữ Chi cục thuế Quốc Oai Thạch Thất biểu diễn tại hội diễn văn nghệ ngành thuế thủ đô năm 2022 cụm số 2. Yeah.
Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.